Kim Hoàng xin trân trọng kính chào quý vị đang theo dõi chương trình thuế vụ của chúng tôi ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị, một người không thể không có mặt trong mỗi chương trình thuế vụ của Vietpay TV đó là anh David Ngô, nhân viên của Sở Thuế Liên bang Úc Châu. Xin kính chào anh David. Dạ, trước hết xin được kính chào quý vị khán thính giả Vietpay TV và xin được chào cô Kim Hoàng. Vâng, kính thưa anh David, trước khi chúng ta chuẩn bị thu hình thì chúng ta có đề cập tới những cái thông tin mà chúng ta sẽ cung cấp cho khán giả của Vietpay TV ngày hôm nay. Thì một trong những cái thông tin đó là nói về cái hệ thống MyGov. Thì anh có thể cho khán giả một cách đơn giản nhất hiểu là MyGov là một cái hệ thống như thế nào không thưa anh? Dạ, MyGov nó là một cái công cụ trên mạng, tức là online. Thì MyGov nó có nghĩa là My Government, tức là một cái nơi mà chúng ta có thể vào đó để thiết lập những cái kết nối với chính quyền, trong đó có sở thuế cũng như là Medicare hay là Centrelink và nhiều cái cơ quan chính quyền khác nữa cũng trong nói MyGov. Một cách khác nó là one stop shop, một cái cơ quan mà nó có một nơi mà nó có nhiều cái cơ quan khác nhau tập trung ở đó. Thì đúng rồi, thì đây là một cái công cụ trên mạng, tức là online, mà chúng ta có thể vào đó để mà giải quyết những cái vấn đề với chính quyền. Thì đặc biệt là đối với sở thuế thì chúng ta có thể vào đó để khai thuế chẳng hạn, hay là để thay đổi những cái chi tiết cá nhân của mình, ví dụ như là địa chỉ hay là số điện thoại liên lạc, hay là chúng ta có thể xem những cái account về thuế má chúng ta có thể thiếu hay là dư hay là đã trả như thế nào, và có thể là chúng ta coi những cái vấn đề về vấn đề super cũng trong cái MyGov account của sở thuế. Thưa anh, trong những cái chương trình thuế của năm vừa rồi Vietpay TV thực hiện với sở thuế ATO thì nó cũng đã có mention, đã có đề cập tới vấn đề MyGov rồi. Có nghĩa là một cái hệ thống nó giống nhau hay là cái MyGov của năm nay của những cái gì mà chúng ta đang đề cập nó khác với năm vừa rồi thưa anh? Dạ, thì MyGov như cô Kim Hoàng vừa đề cập thì đã được thiết lập từ năm ngoái. Đúng ra MyGov đã có những năm trước rồi, nhưng mà sở thuế mới kết nối vào cái MyGov năm rồi. Thì kể từ năm rồi thì chúng ta có thể khai thuế qua cái mạng MyGov của ATO, cũng như là dùng cái MyTax trong cái MyGov của ATO để mà khai thuế, nó rất là dễ dàng tiện lợi. Thì đặc biệt thì năm nay cũng cái MyGov đó, nhưng mà có những cái sự cải thiện, những cái cập nhật mới. Tức là kể từ nay chúng ta có thể nhận được tất cả những cái thông tin thư từ mà sở thuế muốn gửi đến chúng ta thì họ sẽ gửi qua MyGov, tức là họ không có cần phải in ra rồi bỏ bưu điện gửi về nhà chúng ta nữa, nhưng mà người ta gửi thẳng trong MyGov. Thì chúng ta có thể từ cái MyGov chúng ta có thể lấy ra được những cái thư từ, nó nằm trong cái inbox, tức là cái hộp thư đến của MyGov. Như vậy thì nếu như mà quý khán giả hoặc là quý khách hàng họ ủy quyền cho một cái kế toán, một cái vị kế toán của họ, thì cái người kế toán đó có thẩm quyền để mà xem những cái thư mà của MyGov gửi về cho. Thì xin thưa là như thế này, thì tất cả những thư từ nó đến vào cái MyGov của cá nhân đó, thì nếu mà những vị kế toán mà có làm việc với cái cá nhân đó, khai thuế cho anh đó, thì họ có thể vào trong cái hệ thống riêng của họ để xem những cái thư từ đó, thì chuyện đó vẫn có thể được. Còn nếu mà chúng ta không thiết lập MyGov thì những thư từ đó sẽ gửi đến kế toán hoặc là gửi về nhà theo địa chỉ bưu điện ở nhà. Thì một hệ thống bình thường có thể được. Như vậy thưa anh, thì ngoài vấn đề cái công dụng, cái những cái hoạt động của MyGov là mình giống như anh vừa mới nói, đó là khai thuế qua mạng. Thì ngoài những cái vấn đề khai thuế qua mạng, nó còn có những cái tác dụng gì hay không thưa anh? Mình có dịch vụ gì khác mà khách hàng có thể sử dụng qua hệ thống MyGov được không? Dạ, thì ngoài vấn đề khai thuế ra thì dĩ nhiên là chúng ta có thể theo dõi cái tờ khai thuế của chúng ta. Thứ nhất là đã nhận được hay chưa. Dĩ nhiên là khi mà chúng ta nộp qua trang mạng, tức là online, thì chúng ta nhận được cái xác nhận ngay lập tức. Tuy nhiên chúng ta có thể theo dõi cái tiến trình giải quyết của cái tờ khai thuế của mình nó đến đâu, là có những cái trì hoãn gì, hay là tiền nó đã gửi vào trương mục của mình rồi mà mình chưa biết chẳng hạn, thì mình có thể theo dõi vấn đề đó. Thì ngoài ra như khi nãy tôi có nói là mình có thể cập nhật những cái chi tiết cá nhân của mình, ví dụ mình có thay đổi địa chỉ hay là thay đổi số điện thoại, thì mình có thể vào trong đó mình sửa đổi ngay, không cần phải đến gặp nhân viên sở thuế hay là gửi thư đến sở thuế nữa, chúng ta có thể trực tiếp mình vào làm trong đó. Thì tôi cũng có nói qua về vấn đề tiền super. Thì đối với MyGov thì khi mà chúng ta đã kết nối rồi thì tất cả những cái tiền super chúng ta nó sẽ hiện ra trong đó.
kể cả những tiền shipper chúng ta hiện có tại những cái quỹ hưu bổng ở bên ngoài, hay là cái tiền shipper do sở thuế giữ cho mình, họ tạm giữ cho mình, hoặc là kể cả những cái tiền shipper nào mà bị thất lạc thì chúng ta có thể vào trong MyGov có thể tìm hiểu được. Thì nó có rất nhiều cái tiện dụng khi mà chúng ta sử dụng MyGov, thì nói chung là nó sẽ giúp chúng ta vào thẳng cái hệ thống của sở thuế đối với cá nhân của mình, và mình có thể xem được tất cả những cái gì mình muốn trong đó. Nghe thì rất là tuyệt vời, có nghĩa là một cái giải đáp, một cái phương án để mà mọi người có thể coi được những cái thông tin một cách chính xác và rõ ràng. Nhưng mà có dễ sử dụng không thưa anh? Và nếu mà mình phải có một cái hướng dẫn gì đó cụ thể cho khách hàng? MyGov thì nó cũng rất là dễ sử dụng, nó không có gì khó. Khi mà mình đã thiết lập cái quan hệ với sở thuế qua MyGov rồi thì mình có thể vào trong đó mình xem rất là dễ dàng. Thì chúng tôi cũng đã được biết là rất có nhiều quý vị khán thính giả đã thiết lập MyGov và nối với sở thuế năm rồi, và đã khai thuế thành công cho năm rồi. Nhưng mà năm nay để mà ôn lại, cũng như là để cho quý vị nào mà chưa có thiết lập MyGov, thì chúng tôi cũng khuyến khích là quý vị nên vào trong cái internet để mà thiết lập cái MyGov này và nối với sở thuế. Thì tôi cũng xin đề nghị là nếu quý vị nào có máy computer ở nhà hay là ở sở làm, có thể nối vào mạng internet và chúng ta có thể hướng dẫn từng bước để quý vị có thể thiết lập MyGov. Thì tôi cũng xin đề nghị là để dành một vài phút để cho quý vị khán giả có đủ thời giờ để sửa soạn máy. Dạ vâng. Kính thưa quý vị, nếu mà quý vị khán giả nào đang coi chương trình và muốn học hỏi cách sử dụng MyGov như thế nào, thì Kim Hoàng đề nghị chúng ta hãy nên mở máy computer của mình ra tại nhà ngay tại thời điểm này. Và anh David Ngô sẽ hướng dẫn sơ qua cho chúng ta những cái mức quan trọng hoặc là những cái thành phần quan trọng trong cái trang mạng MyGov mà chúng ta sẽ sử dụng. Trong khi chúng tôi giải thích thì trên màn hình sẽ có cái slide, nó sẽ chuyển từ từ để từng bước chúng ta theo đó mà thiết lập cái MyGov. Thì tôi xin phép được căn cứ vào tài liệu. Thì đầu tiên chúng ta vào trong internet của cái máy computer chúng ta, hay là bất cứ cái thiết bị nào, những cái iPhone, iPad, tablet chúng ta vẫn thể dùng được. Thì chúng ta có thể vào cái địa chỉ trang mạng là my.gov.au, gov tức là gov, tức là my.gov.au. Thì sau khi chúng ta vào trang mạng đó rồi thì quý vị sẽ thấy cái màn hình đầu tiên đang hiện trên cái computer của truyền hình computer của mình, cũng như là trên đài truyền hình Vietfi TV. Thì quý vị thấy là cái trang mạng đó là cái trang đầu tiên, cái trang chính của MyGov. Khi mà chúng ta thấy rồi, chúng ta nhìn vào cái chỗ Create a MyGov Account, chúng ta nhìn click cái mouse vào đó, Create MyGov Account, thì sau đó nó sẽ hỏi chúng ta là yêu cầu chúng ta sign in. Nó sẽ cho chúng ta cái username, tức là một cái kết hợp giữa một số chữ và một số con số. Thì cái username này là nó dành cho mỗi người riêng biệt. Rồi sau đó chúng ta sẽ bỏ vào một cái password, tức là một cái mật mã riêng. Thì quý vị, đề nghị quý vị là khi mà chúng ta để cái password rồi thì nên ghi vào đâu đó và chúng ta giữ kỹ bí mật riêng cho mình. Sau đó thì chúng ta sẽ ghi vào cái địa chỉ email. Thì sau khi ghi địa chỉ email xong rồi thì chúng ta click vào cái chỗ mà accept cái terms of use. Thì thường thường quý vị biết là khi mà chúng ta kết nối với bất cứ trang mạng nào thì nó cũng có những cái điều kiện sử dụng. Thì nếu quý vị muốn thì quý vị có thể mở cái terms of use ra và đọc trong đó như thế nào, nó có những điều kiện gì, và sau đó thì quý vị accept, tức là click vào cái box. Điều kiện cho nó cũng rất là đơn giản. Điều kiện thì nó chung chung thôi, nó cũng có những cái đòi hỏi, thí dụ như là mình không được share những cái này hay là những cái gì mà rất là căn bản cho chúng mình. Còn nếu mà quý vị không có chấp thuận cái terms of use này thì quý vị không thể sử dụng cái MyGov được.
Nói một cách khác thì chúng ta không có quyền chọn lựa, thưa quý vị, và chúng ta phải chấp nhận những cái điều kiện mà MyGov yêu cầu để chúng ta có quyền có thể tiếp tục được sử dụng. Thì thật ra những cái terms of use này là nó lợi cho chúng ta thôi, chứ nó không có đòi hỏi chúng ta là phải trả tiền hay là bất cứ những cái gì. Quý vị đừng có lo vấn đề đó. Thì sau là quan trọng khi nhất. Mà quý vị ghi cái địa chỉ email thì xin đề nghị là quý vị ghi địa chỉ email của chính mình chứ không phải của một người khác, và cái email của mình cũng không có chia với một người khác, tức là người khác không thể vào được, tại vì là sau để này mà họ có thể nhận gì, tất cả những cái hộp, tất cả những cái email, gì mà riêng tư, bí mật riêng tư của mình nó sẽ đưa vào cái địa chỉ email của mình. Rồi sau khi mà chúng ta cho cái địa chỉ email xong rồi thì chúng ta sẽ nhận được một cái email, thì nó sẽ gửi ngay cái email cho mình. Thì trong email nó có một cái mã số. Dạ thì vâng. Trong vòng tích tắc là mình sẽ nhận ngay được một email. Thì trong đó có một cái mã số, tức là một cái Unicode. Thì chúng ta dùng cái Unicode đó để điền vào cái màn hình kế tiếp. Thì cái đó là một cái confirmation code. Thì ở đây nó có cái số là A, rồi một số 0 ở đằng sau. Thì quý vị điền cái số của mình vào trong đó. Thì sau đó thì chúng ta bắt đầu điền những cái chi tiết cá nhân của mình. Thì trong đó là có số điện thoại nè, rồi cái password vừa rồi, rồi những cái chi tiết về cá nhân cũng như là cái mã số vừa rồi. Và sau đó chúng ta sẽ được hỏi 3 câu hỏi. Trong những cái câu hỏi này thì nó là những câu hỏi mà chỉ có riêng mình biết cách trả lời mà thôi. Thí dụ như là nó hỏi mình là cái con đường mà đầu tiên chúng ta ở tên là đường gì, hay là chiếc xe đầu tiên chúng ta mua là hiệu gì, thì chúng ta ghi đúng hay sai thì không quan trọng, nhưng mà nên nhớ là chúng ta chỉ có chúng ta mới biết câu trả lời mà thôi, chứ người khác không biết. Thì sau đó thì quý vị bấm vào cái chỗ next. Thì sau khi mà quý vị đã trả lời 3 câu hỏi, bấm vào chữ next thì quý vị đã thiết lập xong cái MyGov. Thì MyGov này là cái MyGov mà chung cho mọi cơ quan chính quyền, chứ chưa phải là của sở thuế không mà thôi. Thì đây là một cái MyGov chung. Thì sau đó thì chúng ta sẽ chọn cái việc là chúng ta có muốn dùng cái mã bảo mật, tức là cái security code của MyGov hay không. Thì nếu mà chúng ta muốn thì nó sẽ tăng thêm cái mức bảo mật. Thì khi mà chúng ta vào MyGov thì chúng ta sẽ điền thêm cái số mã mà chúng ta nhận được qua cái điện thoại của chúng ta. Thì sau đó chúng ta nhấp vào Next để trả lời những câu hỏi bí mật, rồi ghi số điện thoại lưu động vào trong đó. Thì sau khi mà chúng ta nhận được một cái email khác trong hộp thư đến của MyGov thì chúng ta sẽ được báo rằng cái email hay là SMS, thì tùy chúng ta chọn, chúng ta muốn MyGov báo chúng ta qua email hay là muốn MyGov gửi SMS cho chúng ta qua mobile phone cũng được. Thì chúng ta chọn cách nào thì MyGov sẽ dùng cái cách đó để báo cho chúng ta biết những cái thư từ hay là những thông tin mà họ muốn cho chúng ta biết. Thì như vậy là chúng ta đã thiết lập xong cái MyGov. Để Kim Hoàng nhắc lại cho quý vị khán giả nhớ, và nếu mà Trung Hoàng nhắc mà nó có thiếu một cái bước nào đó thì xin anh David bổ sung thêm. Kính thưa quý vị, giống như anh David vừa mới nói thì cái cách mà chúng ta mở một cái account, một cái MyGov account với trên trang mạng nó rất là dễ dàng. Chúng ta chỉ cần vào trang web my.gov.au. Đầu tiên hết là chúng ta phải cho cái username create và cái tên. Create account. MyGov sẽ cho mình cái username. Và chúng ta sẽ có cái username. Quan trọng nhất là sau khi có username rồi thì phải có cái password, phải không thưa anh, để mà chúng ta cho nó vào. Và sau khi có cái password rồi thì chúng ta sẽ cho một cái địa chỉ email của mình vào đó. Thì ngay lập tức cái trang mạng MyGov nó sẽ gửi một cái email về qua cái địa chỉ email mà quý vị vừa mới cung cấp để báo cho quý vị về cái một cái mã số để mà chúng ta sử dụng cái mã số đó, chúng ta làm tiếp những cái bước còn lại thì mới có thể hoàn thành cái việc mà mở cái account, cái MyGov. Thì xin thưa, thì nghe thì nó rất rối, nhưng mà nó từng bước khi mà chúng ta vào trong computer chúng ta làm, nó sẽ hướng dẫn chúng ta từng bước. Thì quý vị cũng đã, tôi nghĩ là quý vị cũng đã làm cái vấn đề online này nhiều rồi, quý vị cũng biết. Thì đó là cái vấn đề mà thiết lập cái MyGov nói chung cho tất cả các cơ quan chính quyền. Mà rồi mà sau còn... đó
Cái MyGov này anh nói là nó có cho cả Medicare, cho cả hệ thống, rất là nhiều hệ thống Medicare, khác nhau. Medicare, nó cho Centrelink, nó cho Veteran Affairs, một số cái quan chức quyền khác nữa. Như vậy thì nếu mà chị muốn kết nối riêng với sở thuế, với ATO không, thì nó có một cái phương thức gì để kết nối không? Sau khi mình lập cái MyGov account rồi, thì nó sẽ có một cái màn hình nó hiện ra, trong đó nó có cái phần mà services, thì nó có một cái chỗ ngoéo ngoéo giống như chữ S hay là một cái vòng xích, nó là services, thì chúng ta bấm vào trong đó nó sẽ hiện ra những cái cơ quan chính quyền hiện đang có thiết lập có cái account đối với MyGov. Thì khi mà mở ra cái chỗ services đó, quý vị sẽ thấy là trong đó có Medicare, có Veteran Affairs, có sở thuế, Child Support, có Personal Control E-Health Record System, tôi không biết nó là cái gì, Centrelink, cũng như là Disability Care Australia hay là Australian Job Search. Thì quý vị cũng có thể vào trong đó để tìm việc làm, thì theo tôi biết là cái Job Search. Thì quý vị thấy là khi mà chúng ta mở cái services rồi, chúng ta sẽ thấy cái phần Australian Taxation Office, cái chỗ mà link hay là unlink, chúng ta sẽ thấy trong đó. Nếu mà chúng ta chưa có link thì nó cho biết là mình chưa có link, nó sẽ đánh chéo chỗ đó, và mình sẽ vào trong cái chỗ link đó, mình bấm vào cái đó để mà mình nối với sở thuế. Thì đó là cái bước thứ hai, chúng ta nối với sở thuế. Thì sau khi bấm vào cái chỗ link với sở thuế rồi, thì chúng ta sẽ theo một số bước khác để mà chúng ta kết nối với sở thuế. Nếu mà trước đó chúng ta đã nối với sở thuế rồi thì có thể dùng cái username và password có sẵn của mình để mà vào trong cái trang mạng MyGov của sở thuế để mà sử dụng. Còn nếu mà chúng ta chưa có cái chương mục mà qua trang mạng MyGov với sở thuế, hay là chúng ta không có nhớ rõ lắm, thì chúng ta cần phải xác minh lại cái lý lịch của mình, và chúng ta phải trả lời là no ở cái chỗ mà chúng ta đã có cái chương mục trang mạng của sở thuế với MyGov hay chưa. Làm sao mình để có thể xác minh lại lý lịch của mình thưa anh? Thì MyGov nó sẽ hướng dẫn mình. Thì sau đó thì chúng ta phải ghi những cái chi tiết cá nhân của mình vào đó, và cũng trong đó nó có một cái terms and conditions of use, tức là những cái điều kiện sử dụng, thì chúng ta phải accept, đồng ý vấn đề đó. Rồi sau đó chúng ta bấm vào cái chỗ Next. Thì đối với những cái tài liệu để mà xác minh lý lịch, thì chúng ta có thể là chúng ta cần hai trong số những cái tài liệu sau đây. Tại vì những tài liệu sau đây thì sở thuế họ mới nhận dạng được chúng ta là chính cái người đó. Thì những tài liệu này nó gồm có một á, là những cái chi tiết về cái tài khoản ngân hàng của mình, tức là cái BSB hay là cái số account. Cái thứ hai là cái tờ trình về vấn đề dividend, tức là cái dividend statement của một cái công ty nào nó trả cái dividend cho mình, thì mình cũng cần cái đó. Hay là cái giấy notice of assessment năm rồi, tức là cái tờ thẩm định thuế của năm vừa qua. Bắt buộc phải năm vừa rồi là những năm trước đó được không? Những năm trước cũng được, miễn là đừng có quá xa. Nó có cái check file number của mình trong đó. Hoặc là một cái tờ tóm tắt PAYG summary, tức là cái tờ mà kế toán cuối năm họ chủ nhân họ đưa cho mình khai thuế, hoặc là một cái tờ statement về vấn đề hư bổng của mình, một cái super account statement. Thì chúng ta chỉ cần hai trong năm cái loại giấy đó là chúng ta có thể điền vào. Thì sau đó thì chúng ta điền những cái chi tiết của hai trong cái số những cái tài liệu trên vào, và như vậy là chúng ta đã lập được cái kết nối với sở thuế. Như vậy thì nhìn chung thì cái MyGov nó chứa những cái thông tin rất là quan trọng, những cái thông tin cá nhân rất là quan trọng. Như vậy cái tính bảo mật nó có cao không thưa? Dạ, thì quý vị cũng biết là vấn đề thuế má cũng như là super của riêng cá nhân mình thì chỉ có mình biết mà thôi, nhưng cũng không muốn một người thứ ba nào biết.
và dĩ nhiên là tất cả những thông tin này nó được bảo mật rất là kỹ lưỡng. Và đặc biệt là một điều chúng tôi muốn xin nhắc lại đây là cái username cũng như là cái mật mã, cái password của mình thì mình nên giữ gìn cho nó cẩn thận, cũng như những câu hỏi mà chúng ta trả lời nó gọi là security question, tức là những câu hỏi mà để bảo mật thì chúng ta nên giữ cẩn thận. Và có một cái điều mà thường hay xảy ra là chúng ta có thể quên, thí dụ như là cái không cái, phải cái, là rất là thường xảy ra. Yeah, dạ, cái security code hay là những cái cái username hay là mật mã hay là những cách trả lời câu hỏi chúng ta có thể quên, thì quý vị cũng nên ghi vào một cái chỗ nào đó và cất cẩn thận, để mà nếu mà chúng ta có lỡ quên thì chúng ta có thể trở lại để mà trong trường hợp như mà mình đã lỡ quên rồi và mình hoàn toàn không có ghi lại ở một cái nơi nào đó thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Dạ, cái chuyện quên thì chuyện rất là thường, nhưng mà nếu mà quên thì chúng ta vẫn có thể giải quyết được là chúng ta có thể bấm vào cái chỗ mà forgotten your MyGov username thì chúng ta có thể vào làm trong đó để cái... chúng ta làm trở lại, thì nó sẽ hướng dẫn chúng ta cái cách mà để tìm trở lại cái username. Ngay cả khi mà chúng ta quên cái password thì chúng ta có thể vào cái chỗ mà forgotten your password để mà MyGov họ kết nối mình trở lại, set lại cái email password, để set lại cái MyGov account. Yeah. Tuy nhiên những đối với những câu hỏi bí mật mà chỉ có mình trả lời được thì cái đó mình phải nhớ, mình phải giữ lại, chứ nếu không thì cũng rất thì là mình khó. Mình cũng không có vô được hệ thống đó để mình sử dụng, phải không thưa anh? Dạ. Với những người từ trước tới giờ họ chưa từng có một cái quan hệ gì với ATO hết thì họ có thiết lập được một cái account với MyGov không thưa anh? Dạ, thì nếu mà có những người trong trường hợp là chưa khai thuế bao giờ cả, những người mới đến Úc hay là những người mới bắt đầu đi làm việc, hay là những người từ trước nay không có khai thuế với sở thuế Úc mà bây giờ muốn thiết lập cái MyGov, thì cái MyGov thì ai cũng thiết lập được. Dạ. Nhưng mà để kết nối với sở thuế thì sở thuế phải có một số cái hồ sơ của người đó mới có thể kết nối được. Thì trong trường hợp mà chúng ta mở cái MyGov account, chúng ta chưa có quan hệ với sở thuế thì chúng ta không kết nối ngay. Nhưng mà nếu mà quý vị có gặp cái khó khăn này và muốn được giúp đỡ thì đề nghị quý vị gọi cho sở thuế, thì chúng tôi sẽ giúp đỡ quý vị để kết nối với sở thuế bằng cách là gọi cho số 132861. Thì khi mà quý vị gọi thì quý vị nhớ cho là có sẵn cái số thuế, tức là cái tax file number của mình, cũng như là một số cái hồ sơ để mà chứng minh cái lý lịch của mình, chẳng hạn như là bằng lái xe hay là passport hay là giấy tờ này kia để chứng minh cái lý lịch của mình. Kính thưa quý vị, giống như anh David vừa mới nói với cho chúng ta biết là trong bất cứ một cái trường hợp nào, nếu chúng ta gặp khó khăn khi mở một cái chương mục với MyGov hoặc là một không thể liên kết với ATO thì chúng ta có thể liên lạc số điện thoại là 132861 để được yêu cầu hướng dẫn giúp đỡ cho chúng ta. Tuy nhiên có một cách mà đơn giản hơn rất là nhiều, chúng ta cũng có thể gặp trực tiếp anh David Ngô để mà mình hỏi những cái cách nào mà mình có thể trực tiếp mình hỏi. Nhưng theo Kim Hoàng được biết là nếu như mà quý vị khán giả muốn gặp anh trong tháng 4 này, chúng ta có một cái sự kiện gì mà họ có thể là gặp trực anh trực tiếp phải không ạ? Dạ, tôi cũng có dự định để thông báo cái buổi hội thảo đó, nhưng mà nhân đây cô Kim Hoàng hỏi thì cũng xin báo luôn là ngày 15 tháng 4 tới đây, vào lúc 6 giờ chiều, chúng tôi có một cái buổi nói chuyện về thuế cũng như là về hưu bổng tại studio của Vietfay TV, tức là tại địa điểm ở đây, số 35/62, tức là số nhà 62, unit 35, đường Him Highway, Lansville, New South Wales. Thì quý vị đi từ hướng bên sau về Cabramatta và đi qua cõi cây xăng là quý vị sẽ thấy một cái khu thương mại nó nằm bên trái, quý vị vào trong đó số 62 và vào cái unit 35 thì chúng tôi có mặt ở đó và chúng tôi bắt đầu buổi nói chuyện từ 6 giờ chiều. Thì đối với vấn đề mà giúp đỡ về MyGov thì xin trở lại vấn đề là nếu mà có một cách rất là đơn giản nữa là chúng ta vào trong cái MyGov và có một cái chỗ nó để là Need Help. Thì chúng ta click vào cái Need Help thì trong đó chúng ta có thể đánh vào những cái câu hỏi nào thì MyGov nó sẽ trả lời cho chúng ta. Và cũng như là cô Kim Hoàng nói thì chúng ta có thể gọi cho 132861 số điện thoại của sở thuế để hỏi về vấn đề MyGov cũng như là những cái vấn đề thuế vụ khác. Còn nếu mà chúng ta có những khó khăn về tiếng Anh mà chúng ta cần giúp đỡ thì có thể gọi cho dịch vụ thông ngôn phiên dịch số điện thoại là 131450 để mà nhờ những cái quý vị thông dịch viên giúp đỡ chúng ta khi nói chuyện với sở thuế. Ngoài ra chúng tôi cũng có một loạt những cái tờ thông tin
cũng như nhiều những video và những buổi hội thảo qua trang mạng về vấn đề thuế, về shipper bằng tiếng Việt. Thì chúng tôi vẫn có những cái cập nhật thường xuyên trong cái Facebook của Sở Thuế cũng như là Twitter của Sở Thuế, và chúng tôi có những cái video trong YouTube để mà quý vị có thể theo dõi về vấn đề thuế cũng như là hưu bổng. Và có rất nhiều những cái video chúng ta đã dịch ra tiếng Việt hay là chúng tôi có phụ đề tiếng Việt ở trong đó. Thì sẵn đây thì tôi cũng xin được thông báo một số cái chương trình kế tiếp của Sở Thuế. Thì ngoài cái buổi hội thảo ngày 15 tháng 4 tại Vietfay TV 6 giờ chiều, ngoài ra chúng tôi có những cái buổi hội thảo qua trang mạng, tức là không có trực tiếp gặp gỡ quý vị nhưng mà chúng tôi làm việc qua online, tức là qua máy computer. Thì chúng tôi có một cái chương trình hội thảo cũng rất là xúc tích trong cái những tháng sắp tới này. Đầu tiên thì cái webinar, tức là hội thảo qua mạng, tức là một cái hội thảo mà chúng ta có thể ngồi ở nhà hay là chỗ làm việc hay là bất cứ công viên hay là bất cứ chỗ nào, miễn là chúng ta có máy computer, chúng ta có nối mạng qua internet, thì chúng ta có thể theo dõi cái buổi hội thảo và có thể tham gia vào cái buổi hội thảo này. Thì khi mà quý vị kết nối với chúng tôi rồi, vào trong những cái đường link hội thảo rồi, thì quý vị sẽ thấy là có quý vị có thể tham dự, có thể nghe được cái tiếng nói của người hướng dẫn, của người trình bày trong buổi hội thảo, và quý vị có thể đặt câu hỏi và nhận được câu trả lời trực tiếp. Cái buổi hội thảo này bằng tiếng Anh hay tiếng Việt? Dạ, bằng tiếng Việt. Nếu mà dùng cho người mình tiếng Việt, vẫn có những buổi hội thảo khác bằng tiếng Anh. Và thông thường thì bao lâu thì Sở Thuế sẽ có một cái buổi hội thảo qua hiện bây giờ thì chúng tôi tổ chức ít nhất là mỗi tháng một lần, có thể là hai lần. Thì trong chương trình tới thì chúng tôi có vào những ngày 15 tháng 4 thì 1 giờ chiều, 1 giờ trưa chúng tôi có một buổi hội thảo, tức là trước cái 6 giờ chiều tại Vietfay TV. Thì 1 giờ chiều chúng tôi có một buổi hội thảo. 17 tháng 4 thì chúng tôi sẽ nói về vấn đề GST. 15 tháng 4 thì chúng tôi cũng nói về đề tài MyGov, tức là đề tài hôm nay chúng tôi nói. Và ngày 22 tháng 4 chúng tôi sẽ nói về vấn đề Superstream, tức là một cái yêu cầu mới cho những người chủ nhân đóng góp hưu bổng cho công nhân như thế nào. Xin mời quý vị vào trong Facebook của Vietfay TV Australia. Quý vị có thể search cái Vietfay TV Australia và chúng tôi có ghi những cái buổi hội thảo trong đó. Thì rất là dễ dàng, khi mà quý vị vào Facebook thì đường link đó quý vị chỉ cần bấm vào mà thôi. Click thì một cái nó sẽ đưa thẳng vào trong cái Internet để mà quý vị đăng ký. Thì khi mà đăng ký rồi thì quý vị sẽ nhận được một cái thông báo của chúng tôi qua email là quý vị đã register, đã đăng bạ cái buổi hội thảo đó rồi. Và đến cái ngày giờ buổi hội thảo thì chỉ cần là quý vị vào trước đó 50 phút và bấm vào cái đường link ở trong email đó là quý vị sẽ được tham gia, chuyển thẳng trực tiếp vào cái buổi hội thảo của chúng tôi. Và có thể là quý vị sẽ cần phải download một cái software về cái nó gọi là marketing on, một cái meeting online software của webinar. Thì cái software đó thì nó free và quý vị cũng có thể đâu đó rất là dễ dàng, nhưng mà trước khi mình vào cái buổi hội thảo có thể là mình phải có cái software đó, mình phải chuẩn bị đúng rồi, nếu như mà computer mình chưa có vào trước 5-10 phút trước cái giờ hội thảo. Kính thưa quý vị, giống như anh David Ngô vừa mới nói thì trong tháng 4 này Sở Thuế Liên bang Úc Châu sẽ có những cái hoạt động rất là hữu ích để giúp cho cộng đồng người Việt của chúng ta có thêm những cái thông tin về thuế má. Đó là cái đầu tiên, là nó sẽ là diễn ra vào ngày 15 tháng 4 vào lúc 1 giờ chiều, thì quý vị có thể theo dõi những cái thông tin qua cái hệ thống là webinar, có nghĩa là chúng ta ngồi tại nhà và chúng ta tham dự hội thảo bằng cái iPhone, iPad hoặc là bằng cái computer của mình. Và cũng ngày 15 tháng 4 vào lúc 6 giờ chiều, với những quý vị nào sinh sống ở Sydney thì chúng ta có thể ghé qua studio của Vietfay TV, gặp trực tiếp anh David và một vài nhân viên khác nữa từ Sở Thuế Liên bang, để mà những nhân viên này có thể gửi đến cho chúng ta, giải thích cho chúng ta, giải đáp cho chúng ta tất cả những cái thắc mắc về thuế, cũng như về những cái cách sử dụng những cái phương tiện mới nhất chúng ta có thể cập nhật thông tin về thuế vụ một cách đơn giản và hữu hiệu nhất. Và ngoài ra thì ngày 17 tháng 4 tiếp theo là ngày 22 tháng 4 đều có những cái buổi hội thảo bằng webinar hết, thì quý vị cũng có thể tiếp tục đặt những cái câu hỏi trực tiếp bằng tiếng Việt đến với anh David Ngô để mà chúng ta có được những cái câu trả lời cho bất cứ những cái thắc mắc gì của mình.
Đó là hoạt động của tháng 4 của Sở Thuế Liên bang. Dạ. Ngoài ra thì trong chương trình sắp tới thì chúng ta chắc có lẽ những cái hoạt động khác của tháng 5 nữa. Dạ, chúng ta vẫn có những cái chương trình nói chuyện trên Vietfair TV. Dạ. Cũng như là chúng tôi sẽ tiếp tục tổ chức những buổi hội thảo để phục vụ quý đồng hương. Dạ vâng. Và trước khi chấm dứt chương trình thì Khôi Hoàng không biết là anh David có những cái thông tin, có những nhắn gửi gì đến quý vị khán giả của Vietfair TV hay không thưa anh? Dạ thì kính thưa quý vị, thì như chúng tôi trình bày thì cái vấn đề mà hội thảo, seminar trực tiếp thì chúng tôi đang từ từ để hướng dẫn quý vị. Chúng ta sẽ tham dự hội thảo qua computer, tức là online. Thì đây là một cái bước tiến mà Sở Thuế cũng như những cơ quan chính quyền đang từ từ để mà hướng dẫn chúng ta đi qua cái đường làm việc online. Thì cũng như là MyGov chẳng hạn, thì chúng tôi cũng khuyến khích quý vị là chúng ta nên vào thiết lập cái MyGov account và nối với Sở Thuế, để từ nay trở đi có những cái gì chúng ta cần liên lạc với Sở Thuế thì chúng ta có thể vào online được, cũng như là một số cơ quan chính quyền khác. Thì mặc dù là chúng ta mới nghe vấn đề online có thể chúng ta ngại, nhưng mà khi chúng ta vào rồi chúng ta thấy rất là tiện lợi và rất là nhanh chóng. Yeah. Thì nó cũng đỡ cái rất thời nhiều gian cái thời gian, cái công sức của mình để mà lo liên lạc với cơ quan này cơ quan nọ. Cũng như là thí dụ quý vị cần gì về Medicare, chúng ta có thể vào trong cái MyGov của Medicare, chúng ta nhìn vào trong đó chúng ta biết là vừa rồi chúng ta đã đi bác sĩ nào, chúng ta claim bao nhiêu tiền này kia, nó có tất cả đều có trong đó. Hay là quý vị nào nhận tiền Centrelink, quý vị có thể vào đó để xem những cái chương mục của mình đã nhận được bao nhiêu tiền, hay là có thư từ gì của Centrelink thông báo cho mình chuyện gì, chúng ta có thể vào. Thay vì là thư từ có thể bên ngoài, có thể nhiều khi bị thất lạc, chúng ta không nhận được chẳng hạn. Thì đây là một điều chúng tôi cũng rất là mong mỏi quý vị sẽ thích thú trong vấn đề này, là chúng ta sẽ thiết lập những cái account qua trang mạng với Sở Thuế cũng như là các cơ quan chính quyền khác. Và từ đó chúng ta cũng sẽ theo dõi những buổi hội thảo qua trang mạng. Thì cũng rất là tiện cho quý vị là quý vị có thể ngồi ở nhà, hay là ngồi ở bãi biển, hay là công viên bất kỳ nơi nào, quý vị cũng có thể nói chuyện được với chúng tôi. Vâng, kính thưa quý vị, vừa rồi anh David Ngô đã cho chúng ta, đã cung cấp thêm cho chúng ta những cái thông tin và những cái service mới, những cái dịch vụ mới mà Sở Thuế Liên bang đã cung cấp cho tất cả mọi người dân ở nước Úc này, nhằm mục đích là tiết kiệm thời gian cho quý báu của quý vị. Chúng ta chỉ cần ngồi tại nhà, có cái iPhone, iPad hoặc là bất cứ một cái computer nào trước mặt, chúng ta đều có thể theo dõi những cái thông tin cá nhân, những cái dữ kiện mà chúng ta cần muốn biết. Và ngoài ra thì những cái seminar nó cũng sẽ giúp ích rất là nhiều cho quý vị, nếu mà quý vị gặp những cái trở ngại, những cái khó khăn gì đó khi mà chúng ta sử dụng computer. Do đó Kim Hoàng rất là hy vọng quý khán giả của Vietfair TV, chúng ta sẽ có mặt vào cái buổi hội thảo ở Vietfair TV vào ngày 15 tháng 4 năm 2015 vào lúc 6 giờ chiều. Không phải để gặp nhân viên của Vietfair TV thưa quý vị, mà sẽ gặp nhân viên của Sở Thuế Liên bang để có những cái trò chuyện và những cái hiểu biết thêm về hệ thống thuế của Úc như thế nào. Một lần nữa, Kim Hoàng rất cảm ơn những cái thông tin mà anh David đã cung cấp cho quý vị khán giả của Vietfair TV ngày hôm nay. Và chắc chắn chúng ta sẽ gặp lại vào ngày 15 tháng 4 trong cái buổi hội thảo tại Vietfair TV. Dạ. Xin cảm ơn cô Kim Hoàng, và cũng xin cảm ơn quý vị khán thính giả Vietfair TV đã theo dõi chương trình thuế vụ của chúng tôi hôm nay. Xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, tất cả những thông tin anh David Ngô cung cấp cho chúng ta ngày hôm nay nó chỉ mang tính tổng quát. Với những trường hợp cá biệt và đặc biệt thì quý vị nên gặp trực tiếp các kế toán gia của mình hoặc liên lạc với Sở Thuế Liên bang để được hướng dẫn cụ thể hơn. Và số điện thoại liên lạc anh xin anh David cho biết. Điện thoại liên lạc cho thuế cá nhân là 132861, và cho quý vị nào kinh doanh cơ sở là 132866. Nếu quý vị muốn biết về vấn đề super thì là 131020. Và nếu quý vị nào cần thông dịch viên giúp đỡ mình thì quý vị có thể gọi cho 131450. Và kính thưa quý vị, cách đơn giản nhất thì quý vị có thể liên lạc với Vietfair TV qua số 02 9723 0188. Chúng tôi có nhiệm vụ ghi nhận tất cả những câu hỏi của quý vị, và anh David Ngô sẽ cùng lần lượt cung cấp những cái giải đáp cho chúng ta. Chương trình thuế vụ của Vietfair TV đến đây chấm dứt. Một lần nữa xin cảm ơn David. Và xin kính chào quý vị, rất cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình của chúng tôi trong suốt thời gian qua. Dạ, xin kính chào quý vị khán thính giả.